Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là màn hình của điện thoại Redmi 3 Pro đang được thay mới tại didongcaocap.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của điện thoại Redmi 3 Pro lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới màn hình cảm ứng cho điện thoại Redmi 3 Pro. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 didongcaocap.vn hiện có tất cả linh kiện trên điện thoại Redmi 3 Pro nói chung và màn hình cảm ứng của máy nói riêng thì mới với các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của didongcaocap.vn, chúng tôi tiến hành thay mới màn hình cảm ứng cho điện thoại Redmi 3 Pro cho quý các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của điện thoại Redmi 3 Pro, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên từ didongcaocap.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại didongcaocap.vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Redmi 3 Pro hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn.